Xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang trú mưa ở cổng xe lửa ngay góc đường Quỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Tối ngày 29 tháng 4 2017, giờ khoảng 19:30, trời Sài Gòn bỗng dưng có mưa rào quý vị, và làm cho việc quay phim của Hải bị gián đoạn vì quay máy nước mưa nó vô sẽ bị hư máy quý vị. Giờ đứng đây chờ mưa nè, ở dưới mái hiên cơn mưa rã rích. Trời Sài Gòn đã nói mưa mà nó cứ nổi bong bóng vậy hoài, là nó lâu tạnh nó vậy. Đó, và nhìn bên kia thấy cái shop cửa hàng đã bán rồi, có cái tiệm cà phê nguyên chất nằm ngay góc đường Quỳnh Văn Bánh với đường xe lửa nè quý vị. Thì cơn mưa nào thì cũng giống như cơn mưa nào, nó làm cho cây cối ruộng đồng có nguồn nước để xanh tươi. Dù đang ở Sài Gòn hay ở bất kỳ nơi nào trên quả địa cầu, cơn mưa nó cũng giống nhau như vậy. Nhưng mà mưa Sài Gòn, nhất là những ngày cuối tháng 4, có cái gì đó nó hơi thiêng liêng quý vị. Và hồi nãy Hải Cao Minh mới vừa quay phi trường Tân Sơn Nhất, vì nơi đó là nơi đầu tiên quý vị sẽ đặt chân xuống sau mấy mươi năm. Nên là một thời gian dài quý vị chưa trở về Sài Gòn. Và hãy nghĩ thời gian thì cứ trôi qua, chuyến tàu rồi sẽ đến rồi lại đi quý vị. Người phu gác gian, cái người mà chắn đường nói được đó, người ta làm nhiệm vụ của mình, báo hiệu tàu sắp tới đó quý vị. Cuộc sống nó cứ tiếp diễn thôi. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui Hải Cao Minh chia sẻ hết quý vị trong khả năng của mình, trong cái suy nghĩ hiểu biết hạn hẹp của mình. Trong suốt thời gian vừa qua, Hải Cao Minh đã cố gắng giữ nhịp điệu, giữ duy trì để quý vị thấy Sài Gòn luôn ở bên cạnh. Đây xe lửa nữa vậy. Đó, người ta mở cái barrier lên để đi tiếp quý vị. Đó, chuyến tàu hoàng hôn Sài Gòn ngày cuối tháng 4. Những kỷ niệm, những thước phim như thế này, mong quý vị đừng khóc nha. Và hãy comment trong khả năng của mình, như hồi nãy vừa nói đó, sẽ ráng hàng ngày cập nhật, dù nắng hay mưa, dù đang vui hay buồn, dù có chuyện gì đi nữa, thì Hải của mình cũng cố gắng gửi ít nhất một vài clip Sài Gòn hết sức cụ thể, không sửa, không hiệu chỉnh, mà quay mộc, quay một cách tự nhiên như bản thân Sài Gòn vốn có của nó. Hy vọng quý vị hiểu
động viên, chia sẻ với hải cô Minh. Mong mọi điều tốt lành, mong toàn thể quý vị mạnh khỏe, may mắn, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý, gia đình bình an, mọi điều tốt lành. Và coi như ở Sài Gòn rất là rộng lớn, mênh mông, ít ra cũng có hải cao Minh mỗi ngày đưa clip để quý vị thấy Sài Gòn luôn ở trong phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp của quý vị, hay ở tiệm nail, hay ở hãng xưởng, cửa hàng quý vị đang làm trên tất cả các quốc gia ở thế giới. Một chút tình cảm nho nhỏ để đáp lễ những lời yêu thương, những lời chân tình quý vị đã comment, đã gửi tặng cho hải cao Minh trong suốt thời gian vừa qua, trong cơn mưa chiều cuối tháng 4 Sài Gòn. Sau cơn mưa trời lại sáng quý vị nha. Chúc mọi điều tốt đẹp. Thank you. See you quý vị.